Xin chào các bạn đã quay trở lại kênh của mình Ngày hôm nay bắt đầu sự kiện đấu giá S cộng mới giao đe ở bản tiếng Trung Và hôm nay cũng mở ra cái sự kiện lễ hội tình nhân ở bên bản tiếng Trung rồi này Trước tiên chúng ta sẽ cùng ngó Ngưu lang chức nữ này Đang thể hiện với dưới hình dạng ảnh của con Gardevoir với cả Garde này Trò chơi, trò chơi gì đây Và các bạn sẽ có 3 lần chơi đây. Sau khi mình đã vượt qua 3 lần rồi. Thì. Sẽ dùng. lên được mốc 60. Được xem quà. Đó mảnh của Antaria này. Khung của nó này. Mốc kim cương này. Và khi các bạn được. Quay. Được 80 cái. Con diều này rồi. Thì sẽ ấn ở đây. Được thêm 18 kim cương nữa. Thì đó chính là cái trò chơi đợt này đây và mỗi ngày đăng nhập ấn vào đây thì được thêm mảnh của Antaria này và tiếp theo đó là một cái trò chơi rất là quen thuộc đặt cược xem mà đội đội hình nào sẽ giành chiến thắng điểm đặt cược này có thể mua bằng vàng bằng kim cương này nhưng mà hầu như toàn mua bằng vàng thôi chứ cũng đặt cược đầu tiên đội của Mega TNC và đội mèo thì chắc trăm phần trăm là ôn in vào đội Mega TNC rồi mèo làm gì có cái sát thương gì đâu đội hình tiếp theo bộ ba Kami với cả bộ ba rồng này bên kia thì Meloetta các kiểu này thôi mình đội hình của Galon Mega chết hết tiền rồi tìm thép này, tìm tiền này. Và những điểm để giành chiến thắng ở trong này thì đây sẽ được cái điểm shop này điểm shop này thì dùng để mua đợt này thì là mảnh của bậc S này mảnh vận năng vàng này thì đây là trò chơi theo kiểu màu vui thôi và đợt này thì sự kiện lễ hội tình yêu này cũng mở bán thêm đó là các cái đồ nội thất ở trong phòng này nữa riêng của mỗi cái này bằng tiền còn đâu toàn là bằng kim cương hết mua để tăng thêm lực chiến thôi sự kiện đấu giá đợt này chắc là mình lấy hạng một được rồi bởi vì anh top một bên mình gọi như là con nào anh ấy thích thì anh ấy mới leo lên lấy thôi dao đe thì vừa chỉnh sửa lại hình ảnh tuyệt kỹ thì nó có thêm cái phần cuối cùng nữa ngoài cái việc đánh đấm như thế này bàn tay này mình theo kiểu mà cố gắng làm nó nó lực mạnh mẽ hơn thì tốt nhưng cái này đấm hơi bị nhẹ này đây thêm một hình ảnh mới đây giống trong movie thì phải và đợt này mình sẽ quay lấy 5.000 điểm để lấy một S, bậc S mới Gulot để review chung là mỗi mùa mùa nào cũng kiểu như là quay lấy kim cương thôi à, lấy mảnh vận năng đỏ với vàng với thêm một số đồ nữa thôi 2001 này. anh có lẽ là leo lên 4.000 điểm trước đã ngày mai leo lên tiếp Thế là đủ để lấy được cái bậc S à, uh, để review rồi Và vừa rồi thì mình đã vừa tiêu 500 kim cương Thì lại lấy thêm được mảnh của Antaria này Nói chung bây là làm nhiệm vụ lấy mảnh Antaria thêm nữa này Hiện tại mình đã có 17 rồi Chắc là phải đến tầm Mai thì đủ để lấy được con Antaria này review tiếp Còn bây giờ thì đây, đủ 50 mảnh để ghép Một lót Bậc S mới đây Một trong nhóm Ultra Beast Pokemon này là Dòng cuối thì cộng thêm giảm thương này Một Pokemon thuộc dạng phòng thủ này Thì bây giờ mình sẽ review bộ skill của nó Với skill 1 của Voloth thì nó sẽ tấn công lên đơn mục tiêu với sát thương gây ra bằng 100% công vật lý và nó sẽ cướp đi của địch một lượng máu đó là dựa theo 5% máu gốc của địch và lượng máu cướp này thì không vượt quá đó là 200% công vật lý của Voloth này. Thì vừa rồi nó cướp đi của địch đó là 259.000 máu để có thể cho vào bản thân. Với skill thứ hai thì Gulot nó cũng sẽ tấn công lên đơn mục tiêu với sát thương gây ra bằng 150% công vật lý và nó sẽ đặt hiệu ứng đó là cảm giác thấy đói lên địch trong vòng 2 lượt. Thì địch đang bị dính hiệu ứng đó rồi. Hiệu ứng đói này của Gulot thì nó sẽ được tồn tại trong vòng 2 lượt này và hiệu ứng đói này nó sẽ làm cho địch bị giảm đi đó là 10% song công và sau khi địch hành động xong thì sẽ mất đi đó là 8% lượng máu hiện tại. Tuy nhiên là cái số lượng máu mất thì lại không vượt quá 200% cái công vật lý của con Guloth này Và trong cái thời điểm mà đang bị dính hiệu ứng đói này Nếu mà tôi lại bị mất đi tổng cộng 30 phần trăm lượng máu của bản thân Thì hiệu ứng đói này nó cũng sẽ biến mất Tiếp theo đó là đòn skill 3 của Gulot Thì nó sẽ tấn công lên toàn bộ địch với sát thương gây ra bằng 170% công vật lý Và nó sẽ gọi như là hợp nhất với địch đó à, Mục tiêu chính và tăng cho bản thân với cả mục tiêu đó 20% máu gốc Đây hình tuyệt kỹ của Gulot này Nhìn cũng rất là ấn tượng Mới một Pokemon S này Và vừa rồi thì nó đã gặp mất con uh, uh, Băng ở hàng sau để cho bản thân rồi Bây giờ thì cả hai đã hợp lại thành một Và cái lượng máu của Gulot nó cũng sẽ được tăng lên rất là nhiều Lúc này thì địch đánh vào Gulot này Thì cũng coi như là đánh vào cả Pokemon kia nữa Thì 20% sát thương Hình như là 20% sát thương mà Địch đánh vào Gulot thì địch kia cũng sẽ dính luôn Còn khi các bạn lên được 11 sao thì sau khi mà nuốt địch vào của Gulot như thế này Thì nó sẽ đặt lên hiệu ứng đói lên địch đó trong vòng 2 lượt Và cái hiệu ứng mà hợp nhất với cả địch bên kia thì nó sẽ được tồn tại trong vòng một lượt Và đây như các bạn thấy là địch vẫn đang bị nhốt bởi con Gulot này Thì sau khi một lượt xong thì nó sẽ nhả ra Và các bạn để ý đó là khi mà đạt được đó là 5 cái ấn của nó Thì đủ 5 cái ấn rồi thì nó sẽ ngẫu nhiên à, Tức nghĩa là nó sẽ giống như là Nó sẽ xông vào cái địch nào mà có lượng máu cao nhất của bên địch Để gấu dạng như là lại hấp thụ địch đó vào bản thân Và trong lúc đang hấp thụ địch đó rồi Thì cái Gulot này nó sẽ tiểu dạy như là cái song thủ của nó sẽ bị giảm đi 20% và cái sát thương mà Gulot nhận vào 30% sau đó sẽ tiểu như là đánh lên địch đó chứ không phải là Gulot nữa Gulot chỉ nhận được 70% cái sát thương nhận vào thôi và trong tình huống đó là cái sát thương nhận vào mà vượt quá 40% máu gốc của Gulot thì cái việc hợp thể với cả địch đó cũng sẽ được tách ra sớm này thì đây chính là cái tác dụng của Pokemon mới Gulot một Pokemon có khả năng đó là nút địch vào trong bụng để tăng thêm cái lượng máu với cả địch đánh vào thì cũng coi như là đánh luôn Pokemon đã bị nhốt đó nội tại của Gulot cũng giống như là một số Pokemon dạng Ultra Beast khác đó là khi vào trong trận đấu thì nó sẽ tăng thêm 5% máu gốc cho toàn bộ những Pokemon dạng Ultra Beast này và khi mà động đội như là tăng thêm cho đồng đội đó 5% máu gốc rồi thì khi đồng đội đó chết thì cái hiệu ứng tăng nó lại chuyển sang cho con Gulot này Vậy nên là Gross này nếu mà đi cùng với nhóm Ultra Beast thì cái lượng máu gốc nó sẽ tăng lên dần rất là nhiều. Nội tại của Gross đó là cứ bắt đầu mỗi lượt thì nó sẽ đặt hiệu ứng đói lên địch. Hiện tại bây giờ đặt hiệu ứng đói lên con regi Ai rồi. Và cứ khi đặt hiệu ứng đói như vậy thì nó sẽ đặt được, nó sẽ có được một cái ấn theo kiểu hình con mắt như thế kia. Nếu mà đủ 5 cái ấn đó thì coi như Gross nó cũng sẽ chạy ra để nuốt địch nào mà có lượng máu cao nhất vào bản thân trong vòng một lượt này. Và khi các bạn lên được 8 sao thì kiểu dạng như là khi hợp thể với Địch đó thì nó sẽ được hồi 20% lượng máu đã mất. Và kèm theo khi bắt đầu vào trận đấu thì nó sẽ đặt có luôn ba hiệu ứng hình con mắt kia. Để có thể ở sớm, uh, chắc đến lượt 3 thôi là nó có thể nuốt được địch vào trong bụng rồi. Thì đó chính là bộ skill của Pokemon bậc S mới Golot ở bản tiếng chung. Ok, vậy là mình đã kết thúc về clip uh, review về Pokemon mực S mới Wulot rồi. Và sau khi mà lấy được đe thì chắc mình cũng sẽ up và test nó. Đây là một Pokemon thuộc dạng uh, hỗ trợ. Uh, có khả năng phòng thủ Và kèm theo nữa là có khả năng đặt bẫy Một Pokemon cũng rất là toàn diện Ok hẹn gặp lại các bạn ở clip kế tiếp